Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhập của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 22 tháng 9. Và như đã hẹn thì em sẽ giới thiệu với anh chị cho bác mình một số cái sản phẩm đang được sale off khuyến mãi à, giá siêu tốt tại shop em anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để ở dưới góc phải màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Lưu ý là shop em có thu phí ship là 20.000 đồng cho một mã đơn hàng à, và video ngày hôm nay, ngày mai và ngày chủ nhật thì em sẽ gom đơn lại vào sáng thứ hai em đi đơn anh chị nha. À, tại vì em có thu phí ship cho nên là em muốn gom đơn một hai ngày thì để cho khách mình mua trong mấy ngày này thì em chỉ gom một lần thôi và sẽ thu phí ship chỉ một lần thôi anh chị nha. Không phải là mình mua một cái túi mình thu 20, không mua hai cái túi thu 20, không phải nha anh chị. Em gom đơn mình mua thiệt là nhiều, 5-10 cái gì đó thì em cũng chỉ thu phí ship 20.000 đồng thôi. Dạng như mình xe ship anh chị ha. Rồi đầu tiên thì em sẽ có một cái túi này, nó còn cái hộp nhưng mà cái hộp thì nó hơi cũ một chút nha. Cái hộp về tới tay mình thì nó hơi liệu yểu rồi. Ở bên trong là một cái sản phẩm như vậy, nó bằng vải anh chị, cái cốp. Do là em có gom đơn cho nên là có những cái sản phẩm em bán siêu rẻ vài chục ngàn thôi. Anh chị có thể mua rồi mình để dành đó, mình lựa thêm cái khác vài chục nữa cũng được ha. Để nó ví dụ như nó trên 100.000 gì đó thì mình ship đi một lần, mình chỉ trả ship có một lần thôi nha anh chị nha. Sáng thứ hai là em sẽ đi đơn. Đây, túi này thì tổng thể độ mới bên ngoài mình nhìn nó khoảng 85%. Cái phần vải thì nó có một số chỗ nó có bị hơi hơi đấm đấm nhẹ nhẹ. Tổng quan thì thấy cũng còn ổn, nhưng mà nếu mình zoom kỹ mình cần tặng đồ này kia thì cái này mình tặng không có hợp. Các chị các cô mình xài thôi thì ok ha. Chứ mình mua tặng thì mình chọn cái khác giùm em. Size ngang đáy là 21 nè, ngang miệng là 19, cao lên là 16 và độ dày của nó là 7 cm. Có cái miệng cốp bên trong thì là lót vải anh chị nha. Ở bên trong lót vải như vậy đó, xinh xắn như vậy anh chị ha. Rồi cái này em bán cho mình giá sale là 100.000, anh chị chốt giùm em mã là 540, giá 100.000 anh chị nha, 540 cho cái cốp này, 540. Em đang sale khuyến mãi tất cả cái sản phẩm đang có ở shop luôn, có hàng mới về nữa anh chị. Hàng mới về thì không biết có kịp em giới thiệu hôm nay không. Thì nói chung là trong mấy ngày này thì hàng mới, hàng sale được nhiều lắm, nhưng mà đa số vẫn là hàng sale. Đây, cái túi này hôm trước có nhiều cô hỏi lắm nè, rất là thích cái mẫu này nhưng mà các cô hơi ngại về cái giá, như là giá 800 mấy vậy đó. Thật ra giá của cái da rắn, da trăn thì giá vài trăm ngàn là tại vì ở đây mình cũng có thể mua được thôi. Chứ là ở những cái chạy rắn đồ đó người ta có bán thôi, chứ thật ra giá trị nó cũng cao chứ không phải là rẻ như da bò anh chị nha. Nhưng mà cái này thì độ mới nó khoảng cỡ 87-88%, da rắn phối với lại da bò, cái form nó rất là xinh như vậy. Độ mới cũng còn cao lắm ha, không có bị cũ chỗ nào hết, nhưng mà tổng thể thì người ta cũng có xài rồi. Size ngang miệng, cái này là em đã rút cái miệng rồi nè, size ngang miệng là được 13, ngang đáy là được 29, cao lên là được 20, độ dày đáy là được 18 cm. Dây thì chỉ cho dày thôi, mình không có tăng đưa gì thêm nhiều được ha. Rồi mình rút hai cái này ra rồi mở cái này để thì nó sẽ bung cái túi bự ra như vậy đó. Túi này cũng rất là xinh, túi này em đang bán với giá là 820 và khuyến mãi nhanh cho anh chị cái này là 780 anh chị nha. Chốt giùm em mã là 541, giá là 780 ngàn cho cái túi này. Đấy, 780. Sắp tới thì em có bán song song ở hai kênh, một kênh này bình thường ha, rồi một kênh em có like trực tiếp ở trên cái trang Facebook thì em có để cái đường link ở phía bên dưới phần mô tả anh chị nha. Cô chị anh chú nào mà mình có xài mạng xã hội kia đó thì mình có thể vào mình xem, nếu mình có thời gian thì mình xem live trực tiếp, mình tương tác và chốt đơn giúp shop anh chị nha. Tại vì sắp tới là hàng về rất là nhiều luôn, em bán song song hai kênh luôn anh chị nha. Kênh này thì em vẫn giới thiệu hàng bình thường. Anh chị nào, cô chú nào mà mình không có xài cái mạng khác, mình chỉ xài Zalo thôi, mình cũng có thể cứ xem kênh này, hàng mới vẫn lên liên tục anh chị nha. Rồi ở đây thì em có một cái túi da tổng hợp, size ngang là 31 nè, cao lên là được 27, độ dày là được 11 cm. Túi này thì mình đựng bỉm sữa cũng rất là hợp luôn, cái màu nó đẹp. Thấy nó da tổng hợp nhưng mà nó xịn nha anh chị, khóa là khóa IKK luôn á. Khóa IKK là cái khóa của thương hiệu của Mỹ và nó xịn sò lắm. Cái này em sale cho mình 100.000 anh chị ơi, chốt giùm em mã là 542, giá 100.000. 542 giá 100 cho cái túi này. 542. Rồi, tiếp theo. Cái túi cối này em sale luôn nè, cái túi này là túi tre đan.
tre đan này là tre người ta đan lông mốt á, rồi xong đó người ta phối với lại da tổng hợp. Nó có một cái chỗ này mình thấy nó hơi hỏng, tức là hai cái mối nối giữa hai cái cọng đó nó hơi ngắn với nhau chút ha, mình zoom kỹ lắm mình mới thấy thôi. Còn tổng thể cái túi độ mới rất là cao. Rồi da tổng hợp mình mở cái khóa như vậy. Đấy. Mở ra thì bên trong người ta lót vải như vậy nha anh chị nha, lót vải lụa luôn. À, tuy nhiên cái này thì không có ghi cái mắt in nước nào. Cái này em đang sale siêu rẻ 450 thôi anh chị. Mấy cái này bình thường là bán 700-800 á, 450 thôi, mã là 543. Em đang muốn sale mấy cái túi Mechidan. Mechidan hiện tại thì em có 4 cái. Cái này ha 450 nè. Rồi tiếp theo là cái này, nó nằm ở bên dưới rồi, tí xíu chừng nào tới thì em giới thiệu luôn. Có cái này thấy ở bên trên nè. Cái này thì phong sách như vậy, nó cũng là mây mà người ta đang. Cái này mây chứ không phải tre. Đó, cái này thì điện thoại ví tiền là vô tư, độ mới cũng còn rất là cao. Mình để bàn trang điểm nhìn nó rất là đẹp, chị nào đúng cái phong cách mình thấy như vậy mình thích nha. Hoặc là mình để trên bàn gì đó, mình để đồ linh tinh, mình xách chụp hình đâu cũng đẹp nữa. Size là 21 nè, nhân với lại 12, nhân với lại 11. 21 x 12 x 11 ha. Rồi bên trong thì là như vậy, nó rộng rãi, nó không có thêm ngăn gì hết. Cái này thì em đang sale siêu sale là 380 thôi anh chị, chỉ có 380.000 thôi. Chốt giùm em mã là 544, giá là 380.000, 544 giá 380 anh chị ha. Rồi tiếp tục một cái túi da bò đeo chéo, da bò này foam đeo chéo anh chị nha. Cái này xài rất là bền nhưng mà nó không có mới ken, phía sau lưng nó có hơi biến đồi mòi một chút. Rồi size ngang của nó sẽ được có là 25, ngang đáy là 27, cao lên là được 19. Có khóa kéo miệng, bên trong lót da tổng hợp. Đấy. Xài rất là bền nha anh chị nha, da xịn lắm nhưng mà nó có hơi độ cũ. Cái này em sale cho mình 101. Chốt giùm em mã là 545. 545 giá là 101 thôi anh chị. Mã 545. Em có một cái chiếc túi cá sấu nè. Túi cá sấu này là cá sấu Cayman của Nhật. Những cái mình mua hàng xi Nhật thì mình hay gặp cái túi cá sấu kiểu này. À, cái phần viền da bò thì nó có bị độ cũ và chỗ này nó có hơi bong bong nhẹ chỗ này nè. Cái này em bán giá lỗi anh chị ha. Đấy. Cái phần da thì ok, nhưng mà cái phần viền da bò thì nó có hơi vấn đề một chút, với cả là chỗ này. Cái quai á anh chị, nó bị gãy. Nó gãy quai ở hai cái mép này ha. Rồi bên trong là lót da thật luôn. À, kích thước của cái túi này thì nó được có là 20, cao lên là được 15, độ dày của nó là 9 cm. Nó gãy qua này hiện tại thì mình vẫn xài sơ sơ được, nhưng mà cái viền nó cũng có độ cũ anh chị. Nhưng mình xài sơ sơ rồi sau đó thì mình có thể đi thay cái quai khác giùm em ha. Em bán giá lỗi cho mình với giá là 100.000 luôn, rẻ hơn túi da bò luôn. 100.000 thôi, mã là 546. 546 giá 100. Rồi tiếp tục. Cái túi này là của Gonfield của Đức, và người ta lấy cái tên của một cái tay đua người Đức. Cái ông này, cái ông tên là Karotka gì đó, thì là cái người đầu tiên mà vô địch cái giải đua xe đó anh chị. Thì tinh thần người ta chiến đấu hỏa cảm đồ này kia ha, thì cái thương hiệu này họ lấy cái tên của ông đó là một cái dòng sản phẩm với cái chất liệu da là da trâu nước, bền bỉ sức mạnh đó anh chị ha. Những cái sản phẩm này thì với cái chất liệu da trâu thì mình nghĩ là nó sẽ không có bóng bẩy như những cái da khác, và thực tế là nó như vậy luôn đó. Nó sẽ kiểu dày dặn, xài bền thôi chứ nó không có bóng bẩy hiện đại anh chị nha. Mẫu này thì các chị mình có thể đeo vai như vậy, hoặc là tăng đưa để mình đeo chéo ha. Có cái miệng cớp, độ mới này nó khoảng cỡ 79-80% thôi. Size ngang miệng là 24 nè, ngang đáy là 25, cao lên là được 20. Rồi bên trong đây là lót vải nha anh chị nha. Lót vải có chứng nhận của Germany. Cái này bình thường em bán là 500-600 gì đó. Em sale rất là nhanh, đã sale rồi là sale quên lối về luôn. Cái này em sale 250 anh chị ơi. 250 nha. Chốt giùm em mã là 547. 547 giá 250. 547 giá là 250.000. Quá rẻ. Một cái chiếc túi du lịch của Ingaro, cái này da tổng hợp phối với lại da bò. Cái phần màu sáng là da bò, phần màu đậm là da tổng hợp. Độ mới khoảng 80%, nam nữ xài được. Size ngang đáy là 38, cao lên là 26, độ dày của nó là 18. Dáng này thì mình xách không có dây đeo anh chị ha. Đó, cái phần màu đậm nó là da tổng hợp. Còn cái phần màu nhạt nó là da bò. Rồi.
Rồi bên trong đây thì là lót vải luôn. Cái này em bán đang bán với giá cũng rất là rẻ, chỉ có 300 ngàn thôi. Và em sale nhanh cho mình là 250 luôn. Chốt dùm em mã là 548, giá là 250. Phút này là giờ xả kho thôi chứ cũng không có giá bán giá cao anh chị ha. Những cái hàng này em giới thiệu qua vài lần rồi, em bán xả kho nhanh. Sắp tới thì em sẽ có một cái góc quay nó khác, cho nên đó là em đang set up lại cái chỗ quay để cho anh chị mình xem cho nó dễ hơn á. Với cả là em có live stream ở trên trang Face nữa, cho nên là em đang muốn xả kho để set up lại mọi thứ cho nó vào nếp anh chị nha. Rồi, cái này là bằng da tổng hợp, màu này là màu ruốc. Da tổng hợp nhưng mà nó đẹp lắm nha, phối với lại vải, da tổng hợp cao cấp anh chị nha. Form ba lô. Cái này không vừa A4 đâu, nhưng mà mình đựng đồ hàng ngày là ok. Size là 27 nè, nhân với lại 28. Đấy, phối với vải chỗ này. Bình thường mấy mẫu này thì riêng shop em bán tầm khoảng 300-400. Nhưng mà hôm nay em sale cái này luôn. Em sale nhanh cho mình 180 luôn. 180 thôi. Chốt dùm em mã là 549, giá là 180 dùm em ha. À, em sẽ nhận chuyển khoản 100% cộng với phí ship đi đơn anh chị nha, chứ em không có ship code anh chị ha. Không có ship code, mình bán hàng sale giá rẻ. Thật ra bán hàng sale giá rẻ hay là hàng mới về thì em cũng không có ship code hết. Cho nó mình cứ nhận hàng y chang như em giới thiệu thôi, không có gì khác biệt hết. Lỗi lầm mà em không có báo thì anh chị cứ nhắn lại cho em anh chị nha. Rồi một cái túi vải nè. Này em bán combo đi, còn thêm cái túi vải này nữa nè. Hai cái túi vải này. Đây, một cái túi vải màu đỏ với một cái túi vải màu có họa tiết nha. Cái họa tiết này thì người ta có xài rồi, độ mới nó khoảng cỡ 78-80% thôi. Góc cạnh nó có hơi sần vì sần vải một chút. Rồi cái qua đây là qua da tổng hợp, và trên cái phần khoen này nó có hơi bị oxy hóa, bị sét nha. Rồi bên trong là lót vải luôn anh chị, có khóa kéo miệng. Người ta có ghi chữ Valenti đó, nhưng mà em không có bán hiệu Valen gì hết ha. Em bán túi vải bình thường thôi. Size ngang là được 33, cao lên là được 22. Rồi kèm theo một cái túi vải này cũng xinh, màu đỏ. Vải này dạng như là vải bố, vải denim á. Màu đỏ nó cũng có hơi sờn anh chị nha, có hơi bạc bạc sờn sờn. Nhưng mà cũng không cũ quá đâu. Size ngang là 33, cao lên đó là được 25. Đấy, bên trong là lót vải như vậy. Rồi, combo hai cái này anh chị chốt giùm em mã là 550, giá là 100.000. 550, 100k cho cái combo này. Và hai cái túi vải 100.000. Rồi, tiếp theo. Hàng anh chị đặt hôm qua tới giờ thì em đã ship đi hết rồi anh chị nha. Chỉ trừ những đơn nào anh chị dặn em để lại thôi, chứ còn lại là em đã ship đi hết rồi. Em có một cái túi tre đan nè. Túi này đẹp, rất là đẹp luôn. Hôm bữa nó về tới tay em là dường như là không có tì vết gì hết, nhưng mà do để tới để lui á thì nó có bị cấn chút xíu chỗ cái này, chỗ cái ngón tay em nè. Rồi, bên đây người ta dày anh chị ha, nó hoàn thiện từ đây. Còn cái này nó bị giống như cái gì đó, nó để thẳng vô đây thì nó bị cấn chút xíu chỗ cái da tổng hợp. Còn bên dưới là mây tre đan mà đan rất là khéo léo luôn. Cái này người ta đan cực khổ lắm mới ra được cái hình này đó anh chị. Form hợp xịn luôn ha, xinh xắn luôn. Rồi, kích thước của cái này thì được là 24 nè, cao lên là 17, độ dày là 8 cm. Rồi, cái này bình thường em bán cả triệu hơn á, sale nhanh cho anh chị là 500.000. Sale xả kho anh chị ha, 500, chốt giùm em mã là 551. 551 cho cái túi này, 500.000 thôi. 551. Tiếp tục. Một cái túi vải phối với lại da hàng hiệu của Nhật. Túi này đi làm công sở là quá đẹp. Vải xịn nha, vải này rất là xịn luôn, dạng như là vải vải lụa sao đó anh chị, nó dày ha và nó xịn sò. Ven khóa thì có hơi trầy nhẹ, còn cái phần quai này là quai da. Quai này thì mình chỉ có tăng đưa thêm một chút theo cái lỗ này thôi, chứ không phải là quai chập đôi ha. Hoai quai nhưng mà không phải chập đôi. Rồi, ở bên trong là lót da luôn. Coi cái này em đang sale giá bao nhiêu. Cái này em đang sale cho mình với giá là 200.000 thôi. Ngang là 28 nè, ngang đáy là 35, cao lên là 25, 200.000. Mã là 552 anh chị ơi. 552 giá 200. Rồi tiếp tục. Một cái túi của Paloma Picasso. Paloma Picasso này bình thường em đang bán là 7-800 một cái. Cái này là hàng hiệu của Ý bằng da bò. Đấy.
Form này thì mình đeo vai nha anh chị nha, độ mới khoảng 82-85%, size ngang là 25, ngang đáy là 31, cao lên là được 24. Đó. Bài Paloma Picasso thì cái logo của nó là cái hình chữ X như vậy. Khoen khóa trên đây còn sáng lắm. Cái này mình đeo vai nhìn nó cũng rất là sang. Nút hết hai bên như vậy. Bên trong lót vải sạch đẹp luôn. Rồi, cái này em made in Italy luôn anh chị nha. Đây nè, made in Italy chỗ này nè. Em sale nhanh cho mình 650. 650 cho cái túi này. Chốt giùm em mã là 553. Giá là 650 nha anh chị nha. 553 giá sale. Rồi, một cái clutch cầm tay da tổng hợp. Cái này da tổng hợp độ mới cao. Size ngang là được 25, cao lên là được 17. Độ dày là 3, có khóa kéo miệng. Cái này độ mới rất là cao nhưng mà tại người ta làm chất liệu bằng da tổng hợp thôi. Rồi, sale nhanh cái này cho anh chị với giá 90 ngàn. Mã là 554, giá là 90. 554, 90 ngàn cho cái túi này. Rồi, tiếp theo. Một cái túi da tổng hợp nữa nè. Cái này không, cái này nó bị lỗi rồi. Một cái ví vải. Ví vải của Anna Sui. Bên trong đựng đồ cá nhân linh tinh nha anh chị nha. Bằng vải với lại da tổng hợp thôi, không có da thật. Nhưng mà độ mới còn cao lắm. Bên trong lót vải màu tím luôn nè. Cái khóa kéo như vậy. Cái khóa này ta nhập hiệu Anna Sui luôn. Anna Sui này là hiệu của Nhật. Cái này các chị mình đi du lịch rồi đó, mình đem cái này rất là tiện. Hoặc là mình cất đồ rồi ha, thì tất cả giấy tờ mình bỏ vô đây. Size ngang là 21 nè, cao lên là được 15. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 90 luôn. Mã là 555. 555 giá 90 ngàn. 3 số 5 á, 90 ngàn. Tiếp tục, collet cầm tay này của thương hiệu là Red Rye. Cái này là bằng da bò hàng hiệu của Ý. Độ mới này khoảng cỡ 78-79%. Có xài qua nhiều và góc cạnh nó có sờn anh chị. Cái này hôm trước em có cái cặp nữa nhưng mà em bán rồi nha. Góc cạnh nó có sờn, tổng thể thì không có mới keng. Nhưng mà nó là da xịn của Italy. Hiệu này của Ý. Size là 25 nè, nhân với lại 17, nhân với lại 5. Khóa là khóa IKK luôn. Bên trong là lót vải giùm em ha. Lót vải màu riêu riêu, rất là xinh. Cái này em đang sale là 500 ngàn anh chị ạ. Chốt giùm em mã là 556, giá là 500 ngàn. Cái này da bò Ý, 556, giá là 500 cho cái clutch này. Tiếp tục một cái clutch của Valentino. Valentino này thì nó hơi cổ điển chút. Và cái khóa này nó hơi cứng á. Mình tháo ra tháo vô nó hơi cứng cho nên là em ít có đóng lại lắm. Xem như là nó bị lỗi cái khóa đi anh chị nha. Vải phối với lại da mộc. Size ngang của nó là được 26 nè, nhân với lại 18. Bên trong là lót da lông rất là cổ điển của thương hiệu này. Nó có chỗ máng cái dây nhưng mà mất cái dây rồi. Đấy, bên trong lót da. Cái tag Valentino bằng kim loại đó, mình nhìn là mình biết cái hàng cổ rồi. Rồi, cái này em bán cho mình 100 ngàn. Mã là 557, 100k. Hàng cổ điển nha, không có mới keng anh chị nha. 100 ngàn, mã là 557. Tiếp tục, em có một cái clutch này. Clutch này thì em còn một cái nữa mà còn túi vải nữa. Còn cái này thì có xài rồi nha. Cái này không có túi vải nè. Có xài rồi, độ mới khoảng cỡ 89-90% cộng luôn. Cái này của nữ, mình xài như vậy. Đó. Không có khóa kéo miệng anh chị ha. Đấy, size ngang của nó sẽ được là 24 nè. Ngang đáy là được 26, cao lên là được 19. Cái này em sale nhanh cho mình với giá là 180. Bên trong là lót da, hàng made in Italy. Cái này giá 108, mã là 558 giùm em, 180 ngàn, mã là 558. Tiếp tục, một cái túi đeo chéo của Valentino. Cái này thì có độ sờn gốc, mà vừa điện thoại nha, nhỏ gọn nhưng mà vừa điện thoại anh chị. Dòng này cũng là dòng Mario luôn. Dòng Mario của Valentino, có cái tag là Made in Italy đây. Có dây đeo chéo đây. Size ngang đó là được 17 nè, nhân với lại 13, nhân với lại 3. Lại góc cạnh có hơi sờn chút, cho này có hơi dính dít mực chút xíu anh chị. Rồi, cái này em đang bán 208 và khuyến mãi nhanh cho anh chị là 200 ngàn ha. Chốt giùm em mã là 559. 559 giá 200 cho cái túi này. 559. Tiếp tục, một cái túi da bò. Da bò xách tay. Cái này thì da rất là xịn nha. Đấy, da bò. Xịn sò nhưng mà không mới keng cho các cô mình xách xài kiểu mình thích xài bền á. Rồi hàng giá rẻ nhưng mà xài cực kỳ bền nha. Nó có cái một cái lằn như đây.
chút xíu vậy đó. Mà không biết cái đó lao ra không thì em cứ báo có cái lần này để trừ điểm đó thôi ha. Mình vệ sinh sơ lại giùm em. Còn khoen khoát thì còn sáng lắm. 30 nè, nhân với lại 18, nhân với lại 6. Góc có hơi sờn nhẹ, xách tay thôi. Bên trong là lót vải, có cái miệng cớp này. Đấy, bên trong lót vải luôn. Cái này em đang sale anh chị nha. Giá sale của nó bao nhiêu đây? Cái này coi cái tờ giá sale mới nhất đâu rồi. Em đang sale với giá là 280 anh chị nha. 280, mã là 560. 560 giá 280. 560 280.000. Cái video gọng kính hồi trưa này, hồi sáng này á, thì em còn một ít anh chị. Anh chị có thể xem lại ha. Còn video này thì em chỉ có túi sale thôi. Rồi một cái túi diazen màu hồng, vải denim. Cái này mình để về mình xài cũng được, nhìn nó cũng hay hay mà nguyên bản của nó. Hoặc là mình thích thì mình có thể mua về mình đi nhuộm màu lại, thì nó khoảng vài chục ngàn thôi. Người ta nhuộm lại cho mình màu đen hoặc là màu xanh đen. Thường là mấy cái chỗ người ta nhuộm quần áo anh chị, thì người ta nhuộm lại hết. Tại vải này nó giống như vải jean luôn nha. Nhưng ta làm màu hồng thì cái màu sáng nó hơi bị sờn. Hàng hiệu của diazen luôn. Size ngang là được 22 nè, cao lên là được 24. Đấy, form đeo chéo ha. Bên trong là lót vải, có cái tag là uy tín luôn nè. Rồi, rất là xinh. Hàng xịn nhưng mà nó không mới ken thôi. Cái này em sale cho mình 100.000. Mã là 561. 561 giá 100.000 cho cái túi diazen màu hồng. Rồi, cái túi Le Bóc Sát này em cũng sale luôn. Le Bóc Sát của Mỹ và Made in USA luôn. Mẫu này độ mới khoảng 80-82%, nó bằng vải. Hiệu của Mỹ đó, Le Bóc Sát nè. Mẫu này thì mình đựng điểm sửa cũng được, hoặc là mình đựng đồ khoảng 2-3 bộ được luôn anh chị. Đi làm rồi kia, hoặc là đi đâu đó mình xách đồ được nhiều lắm. Size ngang miệng là được 29 nè, ngang đáy là được 33, cao lên là 24, độ dày là 7. Đấy, Made in USA luôn nha. Le Bóc Sát, Le Bóc Sát này, khoen khoái giật hiệu hết. Bên trong lót vải luôn. Cái này em sale nhanh cho mình 100.000. Mã của nó là 562, giá là 100k. 562 giá 100.000 cho cái túi này. Tiếp theo, một cái túi da tổng hợp công sở dập vân đà điểu. Độ mới nó khoảng trên 82-83%, màu nâu nhạt. Phom sách nha. Da tổng hợp vân đà điểu. Ngang miệng là được 36 nè, ngang đáy 37, cao lên là 25. Có khóa kéo miệng đây. Ở bên trong là lót vải nha anh chị nha. Rồi, cái này em sale nhanh cho mình 190 luôn. Bình thường cái này là giá phải trên hàng 3 đó anh chị nha. Cái này em sale xả kho 190. Chốt giùm em mã là 563, giá là 190. 563, 190.000 cho cái túi này. Dáng này chỉ xách thôi, không có dây đeo nha anh chị nha. Rồi. Đi làm công sở là Vivo, không có bị cũ xì đâu. Rồi một cái chiếc túi này là để mình đeo thắt lưng cũng được, hoặc là mình đeo chéo cũng được, bằng da tổng hợp dạng thời trang màu xanh. Này da tổng hợp anh chị nha. Mình tháo cái nút này ra đấy để mình xài thắt lưng cũng được. Size ngang là được 23, cao lên là được 17. Này của nữ mà độ mới rất là cao như vậy. Ở bên trong thì là lót vải nha anh chị. Trong này lót vải bằng da tổng hợp màu xanh. Cái này em sale nhanh cho mình là 150. 150, mã là 564. 564 giá là 150 cho cái túi này. Một cái túi vải nè. Túi vải này độ mới cao lắm, hàng hiệu của Gap của Mỹ nè. Vải xịn lắm. Mấy cái vải hãng này rất là xịn nha anh chị. Đấy, độ mới cao nữa, nhưng mà nó là dạng túi top nhỏ nhỏ thôi. Size ngang là 22, cao lên là 22 luôn. Đấy, có nhiều ngăn. Bên trong cũng là lót vải luôn anh chị. Dán xách tay giùm em ha. Rồi, cái này em bán cho mình 150. Chốt giùm em mã là 565, giá 150. Cái này dường như chưa xài. Hàng hiệu của Gap của Mỹ. Nhiều khi mình thấy nhỏ nhỏ bằng vải vậy chứ có lúc mình sẽ cần á. Tới lúc mình cần thì mình không thấy nó đâu. Rồi, một cái clutch da bò hàng hiệu của Đức. Cái này thì độ mới khoảng 70-72% thôi. Hàng Goldfield của Đức á, nhưng mà nó không mới ken ha. Có qua sử dụng nhiều nhưng mà da nó sẽ bóng lên, nó không có bị rách lõi, cũng không thấy sờn nữa. Chỉ là có đồ cũ, mình nhìn là mình thấy nó có đồ cũ thôi. 25,
nhân với lại 18. Bên khóa có oxy hóa anh chị. Rồi. Bên trong là lót vải dập hiệu Gold Fill. Bên khóa oxy hóa nhiều anh chị ha. Cái này em đang sale 180. Mã là 566, giá là 180.000. Nếu kịp thì tối nay em sẽ lên hàng mới, còn không kịp á thì mai em lên hàng tiếp anh chị nha. Đấy. Tại em vừa bán vừa dọn kho đó cho nên là nó hơi chậm hơn những ngày bình thường chút. Có nhiều khi khách nhắn tin á, em trả lời hơi chậm, nhưng mà mình cứ yên tâm là tí xíu là em check tin nhắn liền. Rồi một cái ví này, da bò trần trám của nữ, độ mới khoảng cỡ 79-80%. Ngang là được 19 nè, nhân với lại 9, nhân với lại 2. Khoen khóa thì còn sáng nha anh chị nha. Phần mặt da thì nó cũng có hơi trầy sờn chút. Ở bên trong có cái cớp và có lót vải luôn. Cái này sale nhanh ha. Rồi bên trong có cớp nha mày. Đó. Hàng hiệu của Nhật nè anh chị. Rồi sale nhanh cho anh chị, cái này là 280. Mã là 567. 567 giá 280.000. 567. Một cái chiếc túi du lịch vải phối với da tổng hợp. Cái này độ mới còn rất là cao nha anh chị nha. Cái này mình đựng khoảng 5-6 bộ đồ. Ngang là được 38 nè, cao lên là được 26, độ dày là được 13. Đấy, bên trong lót vải như vậy. Sale nhanh cái này cho anh chị là 180 luôn, quá rẻ. Cái này bình thường em bán 300 á. 180.000, mã là 568. Rồi, tiếp theo. Có cái túi này, túi da bò dập vân cá sấu hàng hiệu của Nhật, Lesat Adam, hiệu này của Nhật. Cái màu rất là đẹp, màu vin cực kỳ luôn, còn cả dây zin theo túi luôn. Mình có thể xài dây hoặc là mình xách như vậy anh chị nha. Đi làm công sở cũng được, đi tiệc, đi chơi đồ cũng được hết. Rồi size ngang đó là được 21 nè, ngang đáy là được 24, cao lên là được 19, độ dày của nó là được 10. Khoen khóa còn sáng nha. Tổng thể độ mới cái này cũng còn cao nhưng mà cũng có qua sử dụng rồi. Ở bên trong thì là lót da anh chị ha. Lót da. Cái này để em coi giá đang bán là nó mấy tiền nè. Đang bán là 800.000. Và sale nhanh cho anh chị cái này là còn 700. Cái này độ mới còn rất là cao, cực kỳ đẹp, form đẹp luôn. Mã là 569, giá 700 cho cái túi này, cơm hộp. 569 giá 700. Rồi tiếp tục. Một cái túi bút két bằng da. Cái da nó có hơi nhăn. Da nó mỏng mà nó hơi nhăn, bút két này đeo vai thôi anh chị. Bằng da thật nha. Size ngang là 15, ngang đáy là được 25, cao lên là được 25 luôn. Độ dày của nó là 9. Có rút miệng đây, bên trong là lót da tổng hợp luôn. Rồi, như vậy ha anh chị ha. Đấy, tận cận cảnh thì anh chị nhận nó y chang như vậy thôi, không có khác biệt gì hết. Rồi, cái này em sale nhanh cho mình với giá là 190. Bằng da thật anh chị. Mã là 570. 190.000, 570. Rồi, một cái ba lô bằng vải nè. Ba lô vải rất là đẹp, cái này nữ xài. Hoặc là mình mua cho em cháu mình xài, đồ mới cao lắm. Cao lên là 40, bề ngang là 34. Cái này để A4 được. Để quần áo thì còn khoảng 5 bộ, 4-5 bộ. Nội cái dàn khoen là anh chị biết hàng đẹp, hàng mới rồi ha. Cái màu người ta làm vintage thôi chứ không phải cũ đâu. Rồi bên trong nó như vậy. Rồi sale nhanh cái ba lô này cho anh chị với giá là 200. Mã là 571. 200.000, 571. Một cái túi du lịch bằng vải, dù, sách, họa tiết. Cái này khi mình đựng đồ lên thì nó bồng cái na túi lên, nó thành cái túi trống anh chị. Nè, nó như vậy nè, sẽ thành ra cái túi trống như vậy nè anh chị ha. Đấy, nam nữ mình xài được mẫu này, độ mới còn rất là cao. Bên trong lót vải luôn. Size to, size ngang đáy là được 40 nè, cao lên là được 30. Cái này em bán cho mình 200.000 luôn. Mã là 572. 572 giá 200. Tiếp tục. Một cái chiếc túi nhựa. Nhựa màu đỏ nha, form tốt, bên trong là lót vải, dán sách như vậy. Size ngang là được 25, cao lên là được
23. Cái này 50.000, mã là 573. Giá là 50k. 573 giá là 50.000 anh chị ơi. Rồi tiếp tục. Một cái túi Case by New York da tổng hợp. Đấy. Da dày đúng luôn nhưng mà là tổng hợp thôi, mình có thể xách tay được hoặc là mình đeo chéo được. Khoen khóa là còn sáng trưng. Bên trong lót vải có hơi dính dơ, lót vải người ta xài rồi có hơi dính dơ một chút. Đấy. Size ngang miệng là được 32, cao lên là được 27. Em sale nhanh cho mình 150. Nãy giờ giá tầm vài chục chứ 150, 200 được không anh chị? 150 nha, cho cái túi này. Giá rẻ. Nhưng mà hàng mình vẫn xài được bình thường ha, chứ không phải là hàng lỗi nha anh chị. Video này hàng xài được chứ không phải là hàng lỗi phụ kiện đâu. Bữa nào mà bán hàng lỗi thì em sẽ báo. Rồi, một cái túi da tổng hợp dập vân hưu foam đeo chéo. Size ngang là được 23, cao lên là được 16, độ dày là 4. Khoen khóa dập hiệu nè, độ mới này khoảng 85%, da tổng hợp dập vân hưu. Đấy. Cái này foam đeo chéo xinh lắm. Cái phần qua này nó cũng da tổng hợp luôn, mình có thể tăng đưa được. Rồi, cái này giá 180 anh chị. Mã là 575 giùm em, giá là 180.000. 575 180. Một cái túi da bò màu đỏ. Size ngang miệng là được 34 nè, cao lên là được 33. Bên trong là lót vải luôn. Mình có thể quải như vậy hoặc là mình đeo như cái ba lô anh chị nha. Cái này là xài biết 5 tháng nào nó mới hư. Màu đỏ nhưng mà nó hơi trầm, nó không có tươi ha. Rồi cái này em bán 120. 120, mã là 576. Giá là 120.000. 576 nha anh chị nha. Giá 120. Tiếp tục, cái túi này xinh có hai dây. À, mình có thể, nó là da đan. Mình có thể xách như vậy hoặc là lấy cái dây ra đeo chéo nha. Da bò đan mà ta làm foam mềm anh chị. Độ mới này khoảng 82-85%. Ngang miệng là 24, ngang đáy là 29, cao lên là 20. Độ dày của nó sẽ được là 10. Khoen khóa thì cũng còn độ sáng nhưng mà nó cũng có cái độ oxy hóa đôi chút ha. Miệng cớp như vậy. Ở bên trong là có dây nè. Cái dây này nó cũng hơi xuống màu một tông. Lót là lót vải luôn. Rồi. Rồi cái này giá sale của nó bao nhiêu đây? Cái này em sale nhanh cho mình với giá là 680.000 anh chị nha. 680 chốt giùm em mã là 577. Giá là 680.000, 577. Tiếp tục. Cái clutch này. Cái lết này thì da tổng hợp phối với da bò. Bên trong là lót da lộn và nó có độ dơ, độ kiểu ma sát trên cái da đó thì nó có bị dính đen dơ nhưng mà nó không có dính ra đồ của mình ha. Hàng được made in Italy. Đấy, cái này thì nó không có bóng bẩy đâu, nó cổ điển thôi. Được cái là hàng của Ý. Foam clutch cầm tay, size ngang là được 25, cao lên là được 17, độ dày là được 5. Rồi cái này em đang sale cho mình với giá là 200. Mã là 578, giá 200.000. 578, 200.000 anh chị ơi. Quá rẻ. Siêu sale. Một cái clutch da tổng hợp phối với lại da bò. Size ngang là được 28 nè, cao lên là 21, độ dày là 7 cm, có hai khóa kéo đây. Đấy. Bên trong là lót vải luôn anh chị. Rất là xịn nha, độ mới cao lắm. Rồi, chỗ cái màu nâu đậm này là da bò đó. Độ mới rất là cao. Cái này em sale cho mình 290. Mã là 579. 579 giá là 290.000. À, còn một cái túi mây đan nữa nè. Mây đan foam đeo chéo. Cái này không có vừa điện thoại nè. Không vừa điện thoại nha anh chị nha. Foam đeo chéo nhỏ xinh. Rồi. Bên trong dày không vừa điện thoại, chị nào xài dạng hàng điện thoại gập mới vừa ha. Còn điện thoại smartphone cái size bình thường của mình không vừa. Size ngang là 16 nè, ngang đá là được 10, cao lên là được 9. Rồi cái này em sale là 290 đó anh chị. Giá quá rẻ luôn, bình thường cái này em bán 4-500. Em sale xả kho 290 cho cái túi này, mã là 580. 290.000. Không có lỗi lầm gì đâu nha. Hàng si nhưng mà còn đẹp lắm. Rồi tiếp tục.
Tiếp tục là cái túi da đà điểu này. Đà điểu này thì em đang sale là 700 ngàn. Trời, chỉ có 700 ngàn nguyên cái túi đà điểu mới ken tặng được luôn anh chị. Size ngang là được 22, ý, 32 chứ, 32. Cao lên là được 15, độ dày là được 11. Dán sách như vậy form trống ha. Cái đáy người ta phối da bò. Quai là quai da bò, bên trong là lót nhung. Mấy này bán bình thường triệu mấy lần. Rồi, sale 700 ngàn, chốt giùm em mã là 581. 581 giá 700 cho cái túi này. 581 giá 700 ngàn. Máy này là hàng siêu phẩm mà lâu ra sale xả kho luôn đó. Tiếp tục. Túi này. Túi đeo chéo da tổng hợp. Đeo chéo nha, da tổng hợp. Size ngang là được 18, cao lên là 20, độ dày đáy là 8. Chỗ cái quai này nè, người ta có dán keo, mình thấy cái vết keo nó hơi bị xấu. Do cái chủ cũ người ta dán keo đó anh chị. Mình vẫn mình xài được bình thường ha, bên trong lót vải. Cái này em sale nhanh cho mình 80 ngàn luôn. 80, chốt giùm em mã là 582. 80 ngàn. 582. Tiếp tục một cái túi da chim công. Da chim công sale 500. Sale sập sàn luôn ha. 500 ngàn thôi, da chim công thật anh chị, màu xanh phom đeo chéo. Size ngang là được 24 nè, ngang đáy là được 25, cao lên là 21, độ dày là 10. Độ mới này khoảng 8 mấy phần trăm cộng luôn. À, nó có trên đây là lót phun sơn chút xíu ở trên cái nắp thôi, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng tới mình xài đâu. 500 thôi anh chị ơi, quá rẻ. 500 ngàn, mã là 583. 583 giá là 500. Tiếp tục. Túi đeo chéo màu tím nè. Form đeo chéo màu tím, cái màu rất là đẹp. Rồi, size ngang của nó sẽ được là 26, cao lên là 24. Form đeo chéo nha, dây có thể tăng đưa, độ mới này khoảng 7 mấy phần trăm thôi. Phần da nó cũng có hơi nhầu một chút ha. Rồi, trong đây thì là lót da hàng của Italy. Có đồ cũ trong cái phần cái lót này luôn. Rồi. Cái này để em coi đang sale nhiêu. Cái này em đang sale 180 thôi anh chị. Mã là 584. 584 giá là 180. Tiếp theo. Túi này, collet cầm tay. Cái này là full da tổng hợp. Có cái viền này da thật, cái quai này da thật anh chị ơi. Nó cũng giống như cái nãy đó, nhưng mà cái này độ mới nó dường như chưa có xài luôn. Ví dụ như cái hồi nãy 290 á thì nó khoảng 95%, thì cái này nó khoảng 98%. Nó nhỉnh hơn chút vậy đó anh chị. Size ngang là 25.5 nè, nhân với lại 18. Nhân với lại 7 cm. Còn chìa khóa nha. Còn chìa khóa mà chưa có dấu hiệu sử dụng luôn. Rồi cái này em sale cho mình là 300 ngàn. 300, mã là 585. 300 ngàn. Năm tám năm giá 300. Tiếp theo, cái túi vải màu đỏ nè của Anasui. Túi này nó có hơi dính nha. Thôi cái này để em tặng đi, khỏi bán. Nó hơi dính dơ chút xíu à. Rồi, túi này của Valentino. Form là form xô như vậy nha anh chị, có cái quai để đeo nè. Size ngang là được 28, cao lên là được 26. Độ mới khoảng cỡ 82-85%. Lót da thật. Bên trong là made in Italy luôn. Rồi, khoen khóa dập im made in Italy luôn anh chị nha. Có sờn gốc. Mấy hàng này thì hàng cổ điển, nó không mới ken đâu anh chị, nó không bóng bẩy đâu. Hàng hiệu thôi. Rồi mã của nó sẽ là 586. 586 em sale nhanh cho mình là 300. 586 giá 300 ngàn cho cái túi này. Tiếp tục. Một cái túi dây thừng đan. Dây thừng đan này mình có thể xài như cái collet, hoặc là mình xài như là cái túi đeo vai ha. Còn mới cao lắm. Vải bệnh dây thừng á, 27 nè, nhân với lại 25. Anh chị cận cảnh cái chất liệu đây. Đó, thì giống như mấy cái mình đen móc á, nhưng mà nó sẽ cứng hơn. Rồi bên trong vậy.
lót vải nha, hàng có hiệu đàng hoàng nha, độ mới còn rất là cao, không có khóa kéo miệng mà có ngăn khóa kéo nhỏ. Rồi cái này em sale nhanh cho mình với giá là 180, mã là 587, giá là 180 nha anh chị nha, 587 giá là 180.000. Một cái túi đeo chéo nữa của Valentino nè, Valentino thì nó mới hơn cái túi nãy một chút. Size á là được 21, cao lên là được 15, độ dày là 6. Đó, góc cạnh nó mới hơn cái kia chút và nó to hơn chút anh chị ha. Rồi bên trong là cũng là made in Italy luôn. Cái này em bán 300. Mã là 588. 300.000. 588 giùm em nha. Hàng hiệu. Rồi, một cái túi da bò. Túi da bò đeo vai dành cho các cô. Cái này độ mới khoảng 70% thôi, da thật nhưng mà nó không mới ken ha. Xài bền đó anh chị. Size ngang là được 23, cao lên là được 24. Bên trong là lót vải có cái miệng cớp đây. Đó, bên trong lót vải như vậy nha, xài cũng vô tư thôi. Nhưng mà mình yêu cầu độ mới cao thì cái này nó không có mới ken, không mới cao. Cái này em sale quá nhanh luôn, 180 luôn. Mã là 589, giá là 180.000. 589, giá là 180. Da bò thật. Tiếp tục có cái túi vải nhung nè, túi vải nhung màu màu ghi xám, size ngang đó là miệng là được 22, ngang đáy là 25, cao lên là 16, độ mới còn cao ha, nhưng mà nó bằng vải nhung thôi. 50k cho cái túi này, mã là 590. 50.000. 590, 50.000 cho cái túi vải nhung này thôi anh chị, quá rẻ luôn. Rồi tiếp tục. Túi Salvatore này sale luôn, bằng da bò màu trắng nè. Ngang miệng là được 22, ngang đáy là được 20, cao lên là 16, độ dày là 7. Hàng Salvatore Ferragamo đó anh chị, da bò. Nhưng mà nó khoảng 70% thôi, không có mới ken nha. Cái phần màu trắng mình thấy nó có độ cũ nhiều. Rồi khoen khóa thì dập hiệu hết luôn, không có rách lỗi nhưng mà có cũ. Đấy. Hàng hiệu này là xịn anh chị ha. Rồi cái này em sale, giá đang sale là bao nhiêu đây? Bên trong có tác là made in Italy, có mã code luôn nha. Em coi cái giá sale em báo cho anh chị nè. Cái này em đang sale 280.000 thôi chị, bán như cái giá da bò si bình thường thôi. 280, mã là 591. 280.000. 591. Rồi tiếp tục một cái chiếc túi này là da bò của và của Renoma phom trống. Nó có độ cũ như hình nha, nó có trầy xước trên da. Da thì xịn lắm nhưng mà có trầy và khoen khóa thì nó có oxy hóa, phom sắp tay. Hàng da bò thật. Size ngang đáy là được 36, cao lên là 23, độ dày là được 15, có khóa kéo miệng đây. Rồi, ở bên trong là lót da luôn, hàng của Renoma anh chị nha. Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 250. Mã là 592. 592 giá là 250.000. 592. Tiếp tục. Có cái túi của Red Paris nè, túi này là túi da bò công sở, form đeo vai công sở nha, da châu Âu. Hiệu này là hiệu của Pháp, cái chữ G là chữ Red đó. Mình cũng hay gặp cái thương hiệu nước hoa nữa đó. Rồi, size ngang miệng là được 37, ngang đáy là 38, cao lên là 25, có nút hết miệng đây. Bên trong là lót vải dập hiệu Red luôn, Red của Paris. Xịn nha, hiệu này xịn lắm anh chị. Cái túi này em bán 380, chốt giùm em mã là 593. 380.000. 593. Rồi. Cái túi đeo chéo của Đác nè, Đác London. Vải phối với là da.
size ngang nó là được 20, cao lên là được 17, độ mới khoảng 85% cộng luôn. Nhìn cái là biết hàng hiệu liền. Hàng này là hàng đát của nước Anh nhưng mà được Nhật sản xuất các anh chị và bán cho thị trường của Nhật. Dây thì không có tăng đưa, khoan khóa thì oxy hóa nhẹ lắm. Và cái sọc là thấy định hình được cái thương hiệu liền. Rồi, cái này mình người ta thiết kế hay lắm, không có rớt đồ đâu. Thiết kế cái vòng này nè, không có rớt đồ được, mình đẩy xuống là nó cứng kích ngách trong đó luôn hả. Rồi, cái này sale nhanh cho mình 400 ngàn đó anh chị. Mã là 594. 594 giá là 400 ngàn. Cho cái túi đát luôn đôn này. 594 anh chị ha. Rồi, một cái túi da heo rừng. Đây, cái lỗ chân lông heo rừng là nó chậm chậm ba cái như vậy nè. Độ mới khoảng 85%, gốc có sờn gốc khoảng 82 thôi, khoảng 82% thôi, tại trừ điểm mấy cái gốc sờn này. Form này form hến vuông vuông. Công sở là ok. 25 nè, ngang đáy là 29, cao lên là 22, độ dày là 9, có khóa kéo miệng. Rồi, ở bên trong là lót vải nha anh chị nha, hàng này có hiệu, cái nút bị dập hiệu luôn đó. Cái này em bán 380, mã là 595, 380 ngàn, 595, 380. Rồi. Rồi, em sẽ kết thúc video này ở đây đi anh chị ha. Hẹn anh chị vào video sau. Nếu kịp thì tối nay em lên hàng mới, còn không kịp thì hẹn cả nhà vào ngày mai anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo. Bye bye.